2. Bồ Tát thỉnh cầu nghe chánh pháp, trừ Bồ Tát ở nơi phát thiện thuyết, phải an trụ tâm yêu thích quý trọng mạnh mẽ, cầu nghe chánh pháp. Tóm lược nói như vậy: ở nơi phát thiện thuyết, tướng an trụ yêu thích mạnh mẽ, như trừ Bồ Tát chỉ vì muốn nghe một lời phát thiện. Giả sử đường đi trải đầy sắt nóng, đỏ cháy rực, không phương tiện nào khác để được nghe lời phát thiện, vẫn phát khởi tâm quý thích tha thiết dũng mãnh đi vào, huống là Bồ Tát mong muốn nghe nhiều pháp thiện. Lại trừ Bồ Tát đối với thân phận của chính mình và đối với tất cả vật dụng nuôi thân, có tâm yêu thích cũng có tâm yêu thích đối với việc muốn lắng nghe lời pháp thiện. Nhưng sự yêu thích trước so với sự yêu thích sau, trăm phần chẳng bằng một, ngàn phần chẳng bằng một, số phần cũng chẳng bằng một, toán phần cũng chẳng bằng một, cho đến ô bà ni sát đàng phần cũng chẳng bằng một. Bồ Tát như vậy ở nơi lời pháp thiện sanh kính trọng sâu, thường vui lắng nghe không mệt mỏi, cũng không biết chán đủ, tánh nhu hòa, thuần hậu, tịnh tín, tâm chất trực, có cái thấy chánh trực. Bồ Tát vì quý kính pháp, vì quý kính đức, nên đến chỗ pháp sư không tâm chất vấn, chỉ có tâm kính trọng, không tâm kiêu mạn, chỉ chuyên tâm cầu thiện. Chẳng vì hiển đức của mình, chỉ muốn an lập thiện căn cho mình, cho người, không vì nhân duyên lợi dưỡng cùng kính. Bồ Tát đầy đủ công đức như vậy mà đến chỗ pháp sư, tâm không tạp nhiễm, tâm không tán loạn, lắng nghe chánh pháp. Sao gọi là Bồ Tát? Tâm không tạp nhiễm, lắng nghe chánh pháp. Khi nghe chánh pháp, tâm xa lìa tạp nhiễm cống cao, tâm xa lìa tạp nhiễm khinh mạn, tâm xa lìa tạp nhiễm khiếp nhược. Do sáu tướng khiến tâm xa lìa tạp nhiễm cống cao, đó là lúc nghe chánh pháp, đúng thời mà nghe, ân trọng mà nghe, cung kính mà nghe, chẳng vì tổn hại, chẳng vì tùy thuận, chẳng tìm lỗi lầm. Lại do bốn tướng khiến tâm xa lìa tạp nhiễm khinh mạn, đó là khi nghe pháp, cung kính chánh pháp, cung kính người thuyết pháp, không khinh chánh pháp, không khinh người thuyết pháp. Lại do một tướng khiến tâm xa lìa tạp nhiễm khiếp nhược, đó là khi nghe pháp, không tự khinh miệt mình. Bồ Tát tâm không tạp nhiễm như vậy mà lắng nghe chánh pháp, sao gọi là Bồ Tát tâm không tán loạn mà lắng nghe chánh pháp? Lược có năm tướng: một, lắng nghe chánh pháp với tâm cầu tỏ ngộ; hai, lắng nghe chánh pháp với tâm chuyên nhất; ba, lắng nghe chánh pháp bằng cách lắng tai nghe; bốn, lắng nghe chánh pháp để gột rửa tâm; năm, lắng nghe chánh pháp vì thôi nhất tất cả tâm. Bồ Tát phải cầu nghe chánh pháp như vậy. Vì cớ gì Bồ Tát cầu nghe chánh pháp? Chứ Bồ Tát cầu nội mình, vì tránh tu hành trì pháp hành pháp, cũng vì rộng khai thị khiến người lợi ích tỏ ngộ. Chứ Bồ Tát cầu nhân minh, vì muốn như thật biết rõ nhân luận của do ngoại đạo tạo là ác ngôn, vì muốn hàng phục các luận thuyết khác của họ, vì muốn khiến người chưa tịnh tín đối với thánh giáo chân thật được tịnh tín, người đã được tịnh tín khiến tăng trưởng bội phần. Chư Bồ Tát cầu thanh minh, vì muốn chúng sanh vui tin tôn ngữ điển trường đối với thân Bồ Tát sâu kính tín, đối với thân Bồ Tát sanh sâu kính tín. Vì muốn ngộ nhập ngôn âm văn cú chú giải khác nhau, trong một nghĩa có chủng chủng phẩm loại, Bồ Tát dùng âm thanh thù thắng tùy thuyết. Chư Bồ Tát cầu y phương minh, vì muốn dứt trừ chủng chủng bệnh tật cho chúng sanh, vì muốn nhiều ích tất cả đại chúng. Chư Bồ Tát cầu trí công nghiệp xứ thế gian, vì muốn dùng ít công lực nhưng thu hoạch nhiều tài bảo, vì muốn đem lại lợi ích cho chúng sanh, vì khiến chúng sanh đối với Bồ Tát sanh khởi tưởng thật kỳ lạ hiếm có, vì dùng trí khéo phân chia bình đẳng nhiêu ích nhiếp thọ vô lượng chúng sanh. Bồ Tát cầu được tất cả ngũ minh đây, vì muốn tu lương đại trí vô thượng chánh đẳng bồ đề nhanh chóng viên mãn. Nếu không ở nơi tất cả minh xứ đây thứ lớp tu học thì chẳng thể đắc vô trệ trí, nhất thiết trí. Như vậy đã thuyết tất cả chư Bồ Tát ở nơi điều chân chánh nên cầu, như vậy mà cầu, vì nghĩa đây mà cầu. 3. Bồ Tát vì người thuyết pháp phải thuyết những gì, thuyết như thế nào, nghĩa gì nên thuyết. Điều chân chánh nên cầu của chư Bồ Tát tức là điều phải thuyết, vì nghĩa đây mà cầu, tức là vì nghĩa đây mà thuyết. Nương hai chủng tướng nên vì người mà thuyết: A. Nương tùy thuận thuyết nên vì người mà thuyết. B. Nương thanh tịnh thuyết nên vì người mà thuyết. A. Sao gọi là Bồ Tát nương tùy thuận thuyết nên vì người mà thuyết? Chư Bồ Tát phải an trụ oai nghi như pháp, chẳng thể chẳng như pháp, không được vì người không bệnh,
ngồi trên tòa cao hơn mà thuyết chánh pháp, không được người ngồi mình đứng mà thuyết chánh pháp, không được người đi trước mình đi sau mà thuyết chánh pháp, không được vì người che đầu đi trước mình đi sau mà thuyết chánh pháp. Tất cả như kinh biệt giới, kinh biệt giải thoát đã rộng nói. Vì cớ sao? Vì chư Phật Bồ Tát kính trọng pháp vậy. Lại đối với pháp sanh tâm tôn kính, cũng sẽ khiến người sanh tôn quý, kính quý pháp. Người sanh tôn trọng kính quý pháp, cung kính lắng nghe, không khởi tâm khinh hủy. Lại vì tất cả mà thuyết tất cả pháp, khi thuyết không gián đoạn. Lại đối với chánh pháp không sanh tâm kẻo lẫn, không nương quyền làm thầy. Lại đối với chánh pháp theo văn cố thứ lớp mà nêu ra, thứ lớp mà giải thích, thứ lớp mà phân biệt nghĩa, lại nếu nghĩa pháp dẫn nhiếp nghĩa lợi, phải nên nêu ra, nên giải thích, nên rộng phân biệt, chẳng phải vì nghĩa pháp không dẫn nhiếp nghĩa lợi, lại nên hiển bày điều cần hiển bày, dạy dẫn điều cần dạy dẫn, khích lệ điều cần khích lệ, vui mừng với điều nên vui mừng. Lại phải được đạo lý hiện thượng tỷ lượng trí giáo lượng mà thuyết chánh pháp, không thể không nương vào đạo lý kia. Lại tuyên thuyết những điều thật với con đường thiện lành, lại tuyên thuyết không lộn xộn, không ẩn mật, dễ nhập vào. Lại nên tuyên thuyết xứng hợp bốn thánh đế. Lại khi ở nơi tất cả chúng tuyên thuyết chánh pháp, để theo căn cơ của đại chúng mà thuyết. Bồ Tát nương 15 tướng tùy thuận thuyết đây mà rộng làm lợi ích hữu tình, cần phải như vậy mà tuyên thuyết. B. Sao gọi là Bồ Tát nương thanh tịnh thuyết nên vì người thuyết? Chư Bồ Tát đối với hữu tình đã có oán thù với mình nên trụ tâm tử, vì họ thuyết chánh pháp. Đối với hữu tình làm ác hạnh nên trụ tâm lợi ích, vì họ thuyết chánh pháp. Đối với hữu tình có vui có khổ, phóng dật thấp kém nên trụ tâm lợi ích, tâm an lạc, tâm ải mẫn, vì họ thuyết chánh pháp. Không vì tật đố ganh ghét lực tăng thượng mà tự khen mình trên người dụng tâm vô nhiễm, tâm không mong cầu lợi dưỡng, cung kính khen tặng, mà vì người thuyết pháp. Bồ Tát nương năm tướng thanh tịnh thuyết đây, rộng vì lợi ích hữu tình mà như vậy tuyên thuyết. Tóm lại, tướng tuyên thuyết của tuyên thuyết chánh pháp của Bồ Tát như vậy lược có 20 chủng: 1. Đúng thời, 2. Tôn trọng pháp, 3. Thứ tự, 4. Tương tục, 5. Tùy thuận, 6. Hoan hỷ, 7. Vui thích, 8. Phấn tấn, 9. Sung sướng, 10. Không đuổi bỏ, 11. Đúng lý, 12. Xứng thuận, 13. Không lộn xộn, 14. Như pháp, 15. Thuận theo chúng, 16. Từ tâm, 17. Tâm lợi ích, 18. Tâm ải mẫn, 19. Không tự khen mình trên người, 20. Không được lợi dưỡng cung kính xưng khen Bồ Tát. Phải thường như vậy mà vì người tuyên thuyết chánh pháp. 4. Đề pháp hành pháp của Bồ Tát. Hành đây là có 5 chủng: Bồ Tát như pháp đã cầu, như pháp đã thọ, khiến thần ngữ ý nghiệp hành chuyển không điên đảo, chân chánh tư duy, chân chánh tu tập. Nếu trừ Phật Thế Tôn, nơi các pháp kia chế phục thần ngữ ý khiến không tạo tác, nơi các pháp đầy mở thần ngữ ý khiến tạo tác. Tức ở trong hai pháp như vậy, thần ngữ ý nghiệp xa lìa không điên đảo, tu chứng không điên đảo. Đây gọi là Bồ Tát ở trong các pháp, thần ngữ ý nghiệp tùy chuyển tùy pháp hành pháp không điên đảo. Sao gọi là Bồ Tát chánh tu di pháp? Trừ Bồ Tát vui muốn ở một mình, nơi chốn nhàn tịnh, theo pháp đã được nghe, vui muốn tư duy, vui muốn suy lược, vui muốn quan sát. Do vậy Bồ Tát tư duy pháp trước cần xa lìa, đều không nên nghĩ bàn. Hằng thường tư duy gia hạnh không gián đoạn, gia hạnh ân trọng không chậm chạp. Đó là lúc trừ Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn tư duy pháp, chỉ ở nơi ít phần pháp dùng lý quan sát mà tùy thông hiểu nhập vào, chỉ ở nơi ít phần pháp mà đã tiền hiểu sâu sắc. Phạm chỗ tư duy chỉ nửa nghĩa không được văn, như thật hiểu biết pháp được thuyết bằng sự im lặng, pháp được thuyết bằng giọng nói, bằng giọng lớn. Vừa mới tư duy, năng chân chánh nhập vào, đã ngộ nhập rồi, luôn luôn tác ý khiến được bền vững. Chư Bồ Tát đây, do năng xa lìa những điều không nên nghĩ bàn mà tư duy, nên tâm không rơi vào mê muội tán loạn. Do năng thường hằng gia hạnh,
không gián đoạn, ân trọng, không chậm chạp mà tư duy, nên nghĩa trước kia. Chưa biết này được tránh rõ biết, được tránh quyết liễu. Nếu nghĩa trước đã rõ, thì được không quên mất, được không hoại mất. Do ở nơi ít phần dùng lý quán mà được nhập vào, nên ở trong sự quán sát pháp, theo chánh lý không do duyên khác. Do ít phần tin hiểu sâu sắc, nên ở nơi tuệ giác ít ỏi của mình, chẳng thể thông đạt pháp quá thẳm sâu, ngưỡng mộ chư Như Lai, tự suy nghĩ. Như vậy là sở hành của Phật, chẳng phải cảnh giới của ta. Ở nơi pháp như vậy, không sanh phỉ báng, chẳng tự tổn hại, xa lìa lo sợ, không lỗi trái vượt. Do lúc tư duy pháp chỉ nương nghĩa, chẳng nương vận, nên ở nơi tất cả ngôn ngữ mật ý của Đức Thế Tôn năng tùy ngộ nhập. Do khắp và tất cả khéo biết pháp thuyết bằng cách im lặng, pháp thuyết bằng giọng lớn, nên ở nơi nghĩa chân thật, không vật, không pháp, không bị khuynh động. Do năng chánh ngộ nhập tư duy ban đầu, năng đắc nhẫn từ trước đến nay chưa đắc. Do đã đắc nhẫn đây, luôn luôn tăng ý khiến tư tục bền vững, năng ở nơi việc tu tập tùy thuận đi vào. Bồ Tát do tám tướng đây, năng chánh tu hành tùy pháp hành pháp, nhiếp vào việc tư duy chân chánh. Sao gọi là Bồ Tát chánh tu hành pháp? Tu đây được có bốn tướng: một Samatha, hai Tỳ Bát Xá Na, ba tu tập Samatha Tỳ Bát Xá Na, bốn vùi tu tập Samatha Tỳ Bát Xá Na. Sao gọi là Samatha? Chư Bồ Tát do khéo nương tựa trì tám chủng tư duy trong cảnh sở duyên lìa ngôn thuyết, chỉ có sự, chỉ có nghĩa, bộc tâm khiến an trụ, xa lìa các khí luận, lìa tưởng tác ý, nhiễu loạn tâm, thắng giải ở nơi sở duyên, ở nơi các tướng định, khiến tâm nội trụ, an trụ, đẳng trụ, nói rộng cho đến nhất hướng đẳng trì. Đây gọi là Samatha. Sao gọi là Tỳ Bát Xá Na? Chư Bồ Tát do huân tu tác ý Samatha, ở nơi các pháp trước đã tư duy, tư duy tướng ấy, chọn lựa như lý, chọn lựa tận cùng cực, chọn lựa pháp, nói rộng cho đến giác minh tuệ hành. Đây gọi là Tỳ Bát Xá Na. Sao gọi là tu tập Samatha Tỳ Bát Xá Na? Chư Bồ Tát ở nơi Samatha Tỳ Bát Xá Na, gia hạnh không gián đoạn, gia hạnh ân trọng, hằng thường tu tập. Sao gọi là vui tu tập Samatha Tỳ Bát Xá Na? Chư Bồ Tát ở nơi tướng chỉ quán như vậy, tâm vô động, lìa gia hạnh, không cần dụng công mà vẫn nhậm vận chuyển, nhiếp thọ không loạn. Đây gọi là vui tu tập Samatha Tỳ Bát Xá Na. Chư Bồ Tát như như tu tập Samatha Tỳ Bát Xá Na như vậy, như vậy vũ trụ Samatha Tỳ Bát Xá Na, như như an trụ Samatha Tỳ Bát Xá Na, như vậy, như vậy Samatha Tỳ Bát Xá Na được thành tịnh, như như Samatha thành tịnh, như vậy, như vậy thân an vui, tâm an vui, tăng trưởng rộng lớn, như như Tỳ Bát Xá Na thanh tịnh, như vậy, như vậy hoặc tri hoặc kiến tăng trưởng rộng lớn. Ngang đây gọi là tu tập việc cần làm, đó là ở trong sở y nên khiển trừ thô trọng, và ở tất cả sở tri nên tu thành tịnh trí kiến, tất cả sở tác tu nghiệp như vậy. Bồ Tát do bốn chủng tướng tu trước kia mới năng hoàn thành viên mãn. Năm dạy trao, nên biết dạy trao được có tám tướng, đó là chư Bồ Tát hoặc vì tam ma địa làm chỗ nương, hoặc đã ở chung rất lâu với người, vì tâm từ bi nên muốn dạy trào đối với kia, hoặc do Như Lai, hoặc do các chúng Bồ Tát khác vì kia làm giáo thọ. Khi dạy trào trước phải quán xét sâu kỹ tầm tư tâm người, tầm tư rõ biết như thật tâm rồi, tầm tư rõ biết như thật nơi căn, tầm tư rõ biết như thật nơi căn rồi, tầm tư rõ biết như thật ý vui, tầm tư rõ biết như thật ý vui rồi, tầm tư rõ biết như thật tùy miên, tầm tư rõ biết như thật tùy miên rồi. Những chỗ thích hợp tùy nghi thị hiện trùng trùng phương tiện môn thú nhập, khiến hữu tình kia đi vào, đó là hoặc tu bất tịnh, hoặc tu từ, hoặc tu trùng trùng duyên khởi của tánh nhân duyên, hoặc tu giới sai biệt, hoặc tu A-la-hán, hoặc tu Anna-ba-na niệm.
đã khiến người kia thú nhập rồi. Lại vì kia thuyết pháp đang đối trị hạnh tà chấp biên thường biên đoạn, cũng kia khiến kia đoạn trừ xả đìa các tầng thượng mạng, chưa làm cho là làm, chưa đắc cho là đắc, chưa xúc cho là xúc, chưa chứng cho là chứng. Tam tướng dạy trào của Bồ Tát như vậy nhiếp vào ba việc. Sao gọi là ba việc? Một, người tâm chưa an trụ, vì khiến kia an trụ, khiến ở nơi sở duyên buộc niệm không điên đảo. Hai, người tâm đã an trụ, vì khiến kia thành tựu nghĩa tự lợi, nên vì kia tuyên thuyết phương tiện đạo chân chánh. Ba, người tự tu tập nhưng chưa đi đến rốt ráo, thì khiến xả bỏ những chướng nạn ở trung gian. Nếu Bồ Tát biết tâm căn ý vui tùy miên của người kia rồi, như chỗ thích hợp tùy nghi thị hiện trùng trùng môn thú nhập, khiến người kia đi vào, đây gọi là với người tâm chưa an trụ, thì khiến an trụ, khiến ở nơi sở duyên buộc niệm không điên đảo. Nếu Bồ Tát tuyển thuyết để đối trị sở hành tà chấp của hai biên đoạn thường, đây gọi là người tâm đã an trụ, vì khiến kia thành tựu nghĩ hết tự lợi nên tuyên thuyết phương tiện đạo chân chánh. Nếu Bồ Tát khiến kia đoạn trừ xa lìa các tầng thượng mạn, chưa làm cho làm, nói hết rộng cho đến chưa chứng cho là chứng, đây gọi là người tự tu tập nhưng chưa đi đến rốt ráo, khiến xả bỏ những chướng nạn ở trung gian. Ba việc đây nên biết năng nhiếp tám tướng dạy trào Bồ Tát như vậy. Hoặc do được tránh dạy trào từ người, hoặc do thí pháp cho người không điên đảo, năng khiến tám lực trùng tánh khác dần dần được thanh tịnh, dần dần được tăng trưởng. Một, trùng tánh trí lực tịnh lự giải thoát đẳng trì đẳng trí. Hai, trùng tánh trí lực các căn thắng liệt. Ba, trùng tánh trí lực trùng trùng thắng giải. Bốn, trùng trùng trí lực trùng trùng giới. Năm, trùng tánh trí lực vào khắp. 6. Chủng tánh trí lực túc trụ tùy niệm. 7. Chủng tánh trí lực tử sanh. 8. Chủng tánh trí lực lậu tận. 6. Dạy gian lược có 5 tướng. 1. Sự hiện hành ngăn cấm có tội. 2. Sự hiện hành khai mở không tội. 3. Nếu có người ở trong pháp ngăn cấm khai mở mà tạm thời vi phạm, thì như pháp cản ngăn khiến ăn năn. 4. Nếu có người ở trong pháp kia luôn luôn khinh mạn hủy phạm, thì dùng ý vui thần thiện không nhiễm trước, không biến đổi như pháp của trách, đuổi ra khiến người kia nhớ nghĩ lại. 5. Nếu có người ở trong pháp kia năng chân chánh hành trì, thì tự ái xưng khen chân thật công đức, khiến kia hoàn hỷ. Nên biết đây nói lược năm căn dạy dằn của Bồ Tát, đó là ngăn cấm, khai mở, căn ngăn, khiến ăn năn, của trách đuổi ra, vui mừng khích lệ. Bảy, phương tiện nhiếp hộ thân nghiệp, nghiệp thân, nghiệp ngữ, nghiệp ý của Bồ Tát. Bảy, phương tiện nhiếp hộ nghiệp thân ngữ ý của Bồ Tát. Nếu nói tóm lược thì bốn tướng nhiếp sự của Bồ Tát gọi là phương tiện. Như Đức Thế Tôn dạy, Bồ Tát thành tựu phương tiện nhiếp vào bốn tướng nhiếp sự mới được gọi là Bồ Tát. Nhân duyên nào chỉ có bốn nhiếp sự mới được gọi là phương tiện, chứ Bồ Tát được do phương tiện nhiếp vào bốn tướng nhiếp sự như vậy, nên khắp năng nhiếp thọ điều phục thành thục tất cả hữu tình. Ngoài đây ra không còn tướng nào khác bốn tướng này. Những gì gọi là bốn tướng phương tiện? Một, phương tiện tùy nhiếp. Hai, phương tiện năng nhiếp. Ba, phương tiện khiến nhập. Bốn, phương tiện tùy chuyển. Chư Bồ Tát hành bố thí trước tiên gọi là phương pháp tùy nhiếp. Vì cớ sao? Bồ Tát trước hết dụng trùng trùng tài Phật để bố thí mà nhiều ích hữu tình, vì muốn khiến hữu tình kia lắng nghe, lãnh đạo những lời giảng dạy, vâng lãnh hành trì. Kể đến Bồ Tát hành ái ngữ, như những nơi nào có kẻ ngu mê, vì muốn dứt trừ hoàn toàn sở hữu ngu si kia, khiến kẻ nhiếp thọ quán sát như lý. Bồ Tát ái ngữ như vậy nên biết gọi là phương tiện năng nhiếp. Bồ Tát biết hữu tình kia đã trân trọng nhiếp thọ quán sát đạo lý một cách chân chánh,
Tiếp đến hành lợi hành khiến hữu tình kia ra khỏi bất thiện an trú pháp thiện. Bồ Tát khuyên giản hữu tình kia nỗ lực tự điều phục, kiến lập đặt để họ ở nơi an ổn. Bồ Tát lợi hành như vậy gọi là phương tiện kiến nhập, chứ Bồ Tát dùng phương tiện như vậy khiến các hữu tình được nhập vào rồi, rốt sau nơi tránh sự nghiệp đó cùng chung với kia tu hành, khiến kia được chuyển theo do nhân duyên đầy, khiến người được giáo hóa không nói lời này. Ngài không tự viên mãn tịnh tín, viên mãn giới, viên mãn huệ thí, viên mãn trí tuệ, làm sao lại ở nơi thiện khéo căn ngăn, khiến ăn năn của trách đuổi bỏ và khiến nhớ nghĩ đối với người. Cho nên sở hành thứ tư của Bồ Tát là đồng sự nhiếp sự, gọi là phương tiện tùy chuyển. Bốn tướng phương tiện của Bồ Tát như vậy, hoặc chung hoặc riêng, nhiếp lấy thần nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp. Đây gọi là phương tiện nhiếp lấy ba nghiệp đối với các hữu tình, năng chân chánh nhiếp thọ, điều phục, thành thục.